chào buổi sáng. Nhưng đấy là nếu ba bạn không phải là một người chuyên chế. Dậy đi, đồng hồ đang điểm kìa. Nhanh lên. Nếu nhiệm vụ không thành thì con sẽ đợi trừng phạt đấy nha. Đi mua sắm với mẹ đúng là khoảnh khắc tuyệt vời mà. Mẹ không bao giờ từ chối. Có nhiều đồ ngon ở đây quá à. Mình sẽ lấy hết. Cả cái này nữa. Sao mà mẹ có thể nói không với đứa con cưng được chứ? Nhưng đối với ba thì hoàn toàn không nha. Melissa, con đứng đó ngay. Bánh, kẹo, kẹo mút đều gây hại cho sức khỏe. Cơ thể đang phát triển chỉ cần đồ ăn bổ dưỡng thôi. Đúng vậy, ba thì cái gì cũng rõ hết. Bạn không cãi lại nổi đâu. Đừng buồn mà Melissa. Yên lặng, có kế này đây. Thật tốt khi mẹ luôn ủng hộ cho mình. Bánh kẹo luôn bị cấm trong nhà này. Nhưng khi ba không thấy thì lệnh cấm luôn được dỡ bỏ. Sao mà đồ ăn nhanh lại ngon như vậy? Ồ không, là ba. Ba ngửi thấy mùi bánh hả? Mũi của ba thính như mũi chú cún vậy. Đây rồi. Nhưng vẫn còn đường để cứu bạn. Melissa, ở đây có bụi này. Con lao đi. Ba bị lừa rồi. Nhưng mà hai mẹ con cũng suýt phải chịu hình phạt nghiêm khắc đó nha. Mọi thứ phải theo quy củ. Đấy là châm ngôn của Thomas. Ba ơi ba, điểm bài kiểm tra và bài tập của con đây nè. Tốt lắm con gái. Con được thưởng đi dạo đấy. 5 phút thôi nha. May quá, tự do đến gần rồi. Chuẩn bị, bắt đầu, đi. Không được nghỉ phút nào. Có nhiều thứ để làm lắm. Ném bóng vào rổ nè. Rồi gặp bạn bè. Nhưng hãy quên việc ngồi tán gẫu dài hơi đi nha. Thời gian sắp hết rồi. Ba sẽ luôn canh chừng đồng hồ mọi lúc đó. Quy củ. Nhưng thời gian trôi nhanh quá à. Ồ không, Melissa trễ 4 giây rồi. Ba không tha thứ cho lỗi lầm này đâu. Ba đã cảnh báo rồi mà. Hít đất 100 lần, bắt đầu. Không đâu, bất công quá đi. Đây rồi, ngày đã được đợi chờ từ lâu. Melissa lúc nào cũng ngồi đến ngày hết. Và không đời nào ba lại bỏ lỡ sự kiện này. Cha cha, sao tên nhãi đó lại ngồi gần hơn vậy cả? Định làm gì hết ta? Bỏ tay xuống, cấm đụng chạm nhau. Nhưng hai con người đang yêu nhau lại nghe không hiểu ý. Đến giờ hành động rồi, giữ khoảng cách nào nhóc. Lại là ba à. Buổi hẹn này tiêu rồi. Ồ không, đừng đi mà. Ba phá hỏng mọi thứ rồi kìa. Làm gì có chuyện yêu đương khi bạn có một ông bố như thế này. Ồ không, lại là bài giảng về sự nguy hiểm của hẹn hò nó rồi. Ba ơi, con đi đến thư viện nha. Thư viện à. Kiểm tra lại cũng không mất mát gì. Không nên tin ai hết. Kể cả con gái ruột của mình. Ba còn có cả ứng dụng giám sát trên điện thoại nữa mà. Quyền điều khiển là điều quan trọng nhất trong sự nghiệp dạy dỗ con. Được rồi, bà Melissa lại đi lệch với con đường ngay thẳng. Không lừa được ba đâu nha. Tiếng chuông kiểm soát. Melissa, con đang ở đâu đấy? Ba à, con vẫn đang trong thư viện đọc sách mà. Con thông minh quá nhỉ. Giờ thì quay lại đi. Ba ơi, con không cố ý. Tự nhiên nó lại như thế. Về nhà ngay. Không thêm ảnh gì nữa. Chỉ có thư viện thôi. Trong ngày gia đình thì ba luôn nghĩ ra một thứ gì đấy thật thú vị. Ba sáng tạo quá đi. Xếp hàng nào cả nhà? Theo ba. Cả nhà đi dạo. Còn gì tốt hơn nữa? Hôm nay sẽ tuyệt lắm đây. Bọn họ sẽ có nhiều niềm vui lắm. Và còn có rất nhiều trò chơi thú vị bạn có thể tự tạo ra, đúng không? Và trên hết cả là kẹo bông gòn siêu to. Nhưng thực tế rất khắc nghiệt. Với ba thì vận động mệt rã người mới là vui. Nào con gái, đầu óc tỉnh táo cần cơ thể phải khỏe mạnh. Dùng lực ở lưng đi. Ô ba ơi, không thư giãn nổi với ông ấy đâu. Có khi buổi hẹn hò này sẽ không kết thúc trong thảm họa nữa. Melissa, trông con xinh quá à. Gỡ cặp kính ra đi nào. Rồi tô thêm son môi. Tốt hơn rồi đó.
đừng quên xả tóc ra nha con. Được rồi, con sẵn sàng cho buổi hẹn hò rồi nè. Trông con kìa, đẹp không gốc chết luôn. Sao hôm nay ba đi làm sớm vậy? Sao đúng lúc quá vậy ta? Ồ, sẽ lại có chuyện cho mà xem. Melissa, con gái của ba mà lại ăn mặc như thế này hả? Kế hoạch của mẹ đã đổ vỡ. Con đi rửa mặt ngay lập tức đi. Trông con bé kìa, Sophie. Ồ, em cũng làm cái trò nhảm nhí này à. Thất vọng quá. Đem cây son đấy ra chỗ khác ngay. Mọi người ai cũng sẽ được nghe ba giảng đạo hôm nay. Tốt rồi đó, Melissa. Trông con đàng hoàng rồi đó. Chỉ trừ có bộ móng là thấy ghê thôi à. Thẳng lưng lên, Sophie. Sao mà ngồi như vậy được nhỉ? Trụ cột của gia đình có vẻ như đang vui thì phải. Mình sẽ nhân cơ hội này. Anh mở khóa điện thoại cho em nha. Được thôi. Điện thoại của Sophie chỉ có thể mở khóa bằng mặt của ba thôi. Đấy là luật lệ. Nhưng cũng không lâu đâu. Sao lại không lách luật chứ? Melissa có một quỷ kế này. Ba ơi, hay là mình selfie đi. Cười lên. Nhưng ba lại không thích cười. Cười là cho con nít. Sophie à, hết giờ rồi. Vừa làm ba, vừa làm chồng mệt quá đi. Ngủ ngon nha ba. Mẹ, của mẹ này. Đây nè. Giờ đã Melissa. Sao mình mở khóa điện thoại được? Không còn là vấn đề đâu. Mình có hình của ba rồi mà. Một giây thôi và mọi thứ đã xong rồi. Ý tưởng hay quá Melissa. Mong là mình không đánh thức ông ấy dậy. Có nhiều người may mắn lắm. Họ muốn đi đến buổi tiệc nào cũng được. Melissa, lại đây. Ở đây vui lắm nè. Bọn mình sẽ đợi cậu nha. Buổi tiệc hấp dẫn quá à. Nhưng có ba như vậy thì bạn nằm mơ cũng không chơi bời được. Và tối nay thì nhiệm vụ duy nhất chỉ có học bài mà thôi. Không tiệc tùng gì cho đến khi thuộc hết bài. Ba lấy điện thoại đi nha. Sao cuộc đời bất công quá vậy nè. Nhưng không thể bỏ cuộc được. Nếu chăm chỉ làm bài thì mọi thứ sẽ được giải quyết mà thôi. Làm nhanh nào. Tỉnh nào Melissa. Có nhiều cái lợi lắm. Như là đi tiệc này. Yeah, thành công rồi. Ba ơi, con xong hết bài tập rồi nè. Được rồi Melissa, con đi đi. Chào đã. Buổi tiệc làm sao rồi? Thì câu lạc bộ đóng cửa rồi. Lần sau quay lại nha. Nhưng có ba như mình thì ai biết được còn có lần sau hay là không đây. Melissa, nhìn đống bừa bộn trong phòng của con kìa. Mau đi dọn đi, ngay lập tức. Như ba muốn ạ. Con sẽ đi dọn ngay. Không có gì cả. Chỉ cần để lại chỗ cũ hết thôi. Rồi xếp đồ lại thật ngay ngắn. Melissa là thiên tài dọn dẹp mà. Ba ơi, con xong rồi. Nhưng phần đáng sợ nhất vẫn còn ở đấy. Bài kiểm tra độ sạch. Ba ơi, cả dưới gầm ghế luôn á. Bài kiểm tra đã được. Con làm lại đi Melissa. Dọn cho mọi thứ sạch bóng vào nha. Không qua mặt được ba đâu. Bắt đầu nhiệm vụ diệt vi trùng nào. Bạn phải nghỉ ngơi một chút trong lúc học. Nghỉ một tí nha. Ba không có ở đây nên mình có thể chơi một chút. Nhưng mà không lừa được ba đâu. Không điện thoại nha Melissa. Làm bài tập đi, nhanh. Sao mà ba biết được? Ba nhìn được xuyên tường hả? Làm gì có ma thuật nào. Chỉ có đồ công nghệ cao thôi. Camera thấy được tất cả đó Melissa. Quá đáng lắm đó nha ba. Ba theo dõi con à. Con chán lắm rồi. Con đi đây. Melissa quyết tâm rồi. Cô nàng sẽ không về nhà nữa. Nhưng mà bên ngoài lạnh quá. Nhưng không chỉ có cơn lạnh khiến Melissa sợ. Đưa điện thoại đây nếu còn muốn sống cô gái. Ba ơi, Thomas đến đây rồi. Như là siêu anh hùng vậy. Cậu trả lại điện thoại ngay. Ở đây có nhiều kẻ vô lại thế. Về nhà thôi cục cưng à. Thật tốt khi Melissa trở về nhà. Mình nên chiều con bé hơn thôi. Thomas, anh đây rồi. Ô, dễ thương quá. Em để hai người yên nha. Thì ba nói đến đâu rồi? Mơ đẹp nha Melissa. Bạn có muốn biết vì sao chị kế của Melissa lại không thích cô nàng không? Họ sẽ giải quyết việc ấy như thế nào? Nhấn vào link ở cuối video này nha. Và hãy like video này của chúng mình. Đăng ký kênh Trân Trân Wow và ấn vào chuông thông báo để được xem trước các video hài hước về cuộc sống của tuổi teen trên kênh Trân Trân Wow nha.